Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày mới luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Một ngày mới an lành, một ngày mới làm việc năng suất về hiệu quả, và cũng một ngày mới kiếm được thật nhiều tiền nhé mọi người. Hôm nay là buổi thứ hai tôi làm san sân bóng đá mọi người. Bây giờ tôi xúc xe để ô tô chở sang đổ vào cái làn tôi đã san rồi mọi người, và để lấy cái đất này giải lên 20-30 phân để san ra và để làm sân vận động, sân bóng đá rồi sân thể thao cho xóm mọi người ạ. Cái chương trình là 3-4 con ô tô nó chở đất. Xe này toàn xe ấy, chở gỗ mọi người nhé. Xe này gọi là đi làm công ích ấy. Có mỗi máy tôi làm kiếm tiền thôi. Mọi người xem thấy thích, thấy hữu ích thì hãy cho tôi xin một like, một đăng ký mọi người nhé. Nên bây giờ tôi xúc xe để ô tô chở xăng đổ vào cái làn tôi đã san rồi đấy. Như tập trước mọi người xem đấy mọi người. Hôm nay là tập thứ hai, tập tiếp theo mọi người nhé. Ông em lái xe ông lùi lon tay quá mọi người ạ. Mình ra hiệu cứ lùi đi, mình bóp còi cho, nhưng mà chắc là cũng chả chạy đất bao giờ, chỉ chở gỗ trên rừng thôi, trên núi xuống thôi. Đâm ra là lùi xe không biết cách lùi, chưa chở đất bao giờ hay sao ấy. Bình thường chúng tôi múc xe quen rồi, tôi làm quen rồi ấy nhá, là tôi cứ dơ gầu chỗ nào là ô tô lùi vào chỗ đấy. Nếu tôi đi làm công trường thì tôi chỉ cần bóp quẹt tít tít, tôi dơ gầu chỗ nào là ô tô nó sẽ lùi vào chỗ đấy. Đấy. Còn tôi bóp tít 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 ba cái là lùi chưa đúng nốt, chưa đúng chuồng. Đấy. Còn tít tít nhiều cái là chưa được, không được phép lùi vào để tôi cào, tôi sửa đường để ô tô lùi vào. Nói chung làm cái nghề này làm mãi là nó quen đấy. Nếu mà anh em ô tô nào mà chạy đất quen rồi thì là hiểu ý ngay. Còn anh em chưa chạy đất bao giờ ấy, thì là chưa hiểu ý. Chắc một vài lần thì mới biết cái kiểu của nó. Đấy là cái kinh nghiệm mà tôi đi xúc xe thấy mọi người. Bây giờ thì xúc xe chở gỗ chở đất. Ngày xưa tôi đi xúc xe làm công trường, xúc toàn xe 4-5 chân đây mọi người. Nào rồi xúc cát, xong rồi xúc đá, xúc sỏi, rồi xúc cả quặng. Có khi xúc cả phân mọi người ạ. Phân trâu, phân bò, có khi xúc cả phân người mọi người. Từ xe 2 chân, 3 chân, 4-5 chân. Đấy, xe to, xe dài thì có kiểu múc xe to, xe dài. Nói chung là mình cứ lựa theo ấy. Xe dài quá thì mình cứ múc đến đâu được đến đấy, xong rồi xe nó lại tiến lên hoặc nó lùi vào. Chứ loại xe đầu kéo ấy nó dài làm sao mà với một phát được từ đầu đến đít được. Nên là làm phải có mẹo các bác ạ. Tôi xúc đất đây chắc chỉ 20-30 xe là đủ đất để san cái làn sân bóng đấy mọi người ạ. Rồi tôi xúc đất đủ xe tôi sang tôi san sân bóng đấy. Mọi người cùng xem cách tôi san sân bóng với mọi người nhé.
là cảnh ô tô nó đổ đất lên cái nền sân bóng đấy mọi người, sân bóng đá, sân thể thao của xóm mọi người. Những việc này toàn anh em làng xóm. Bây giờ mới đổ cũng nửa thôi. Thu về gần chắc gần là tí phải em. Là múc tầm khoảng 10 giờ gần đủ. Thế thôi anh ạ. Và cái mỏm đấy còn ít tấm, chắc là phải hạ cái mặt bằng rồi. Cái đất. Mình sợ hạ mặt bằng cái đoạn nó nhìn gầy. Bây giờ tôi đã múc ô tô chở đủ đất rồi mọi người ạ. Bây giờ tôi đánh máy về san mọi người ạ. San thì kỹ thuật san thì trước mắt san thì tôi sẽ phải chia đất. Vì có chỗ ô tô nó đổ rất dày, có chỗ thì chả có chuyến nào cả. Thế như mọi người thấy trước mặt màn hình đấy. Bây giờ tôi phải chia đất, san về chia đất đều ra. Xong rồi tôi mới này chia đều ra, xong rồi tôi mới gạt, tôi mới bật phẳng được vậy ạ. Đấy, chương trình là san nó là thế. Tức là mình muốn san bằng là mình chia đất cho nó đều đi. Cái chỗ nào chưa có đất thì mình chia đều để cho đất nó phủ lên. Có lúc mình lấy rau mình gạt, nếu mặt bằng nó rất là nhanh mà nó phẳng, nó đều, nó phẳng đều chứ không có chỗ lồi chỗ lõm mấy mọi người ạ. Đấy là cái kinh nghiệm của tôi làm. Còn anh em nào mà thấy làm như thế nào nó thiết thực, hữu ích, nhanh và đẹp thì anh em cứ comment ở dưới để anh em mình cùng rút kinh nghiệm. Ô tô đã chở đủ đất đổ đây rồi mọi người ạ. Bây giờ tôi đánh máy tôi san mặt bằng mọi người. Trước mắt bây giờ tôi chia đất cho nó đều ra các chỗ đã, bởi vì xe nó đổ đống chỗ có chỗ không, chỗ thì chở đổ xe nào, chỗ thì đổ dày dày. Đâm ra bây giờ tôi phải chia đất. Chia đất xong rồi tôi bắt đầu mới san bằng lấy mặt bằng mọi người.
Nhà cháu giờ phải chia đều đất ra đã. Chia đều đất ra thì bắt đầu mấy san không đến lúc là bây giờ mà chia đều xong đến lúc lại thừa đất, không biết làm thế nào. Bây giờ phải chia đều đất ra bắt đầu mới san phẳng lại. Đấy. Bác mà bây giờ làm đâu được đấy thì sau cái đất mà còn thừa thì không làm nào được cả. Đấy thì ví dụ mình chia đều ra thì sau đó mình san phẳng ra là vẫn có chỗ để. Không thừa được đâu. Không, như thế nó đẹp hơn. Riêng cái ba cái đống đất này là không san ra nữa chứ, lấp ở đây hả? Đúng rồi. Lấp vào cái móng này. Và đấy để sau còn trồng cây hoa đại. Phải làm không động đến gần quá. Vâng. Sân bóng là tính bên ngoài rồi. Sân bóng này là rộng lắm rồi. Thoải mái mà chơi. Đã 5-6 thằng rồi. Thế là tôi chia đất đã gần xong hết rồi mọi người. Đấy, tôi chia đất xong cái là tôi sẽ san bằng đâu được đấy luôn mọi người ạ. Đấy là cách tôi san mặt bằng đấy mọi người. Cách san mặt bằng của một sân vận động. Sân bóng đá xóm này mọi người. Sân này cũng rất là rộng mọi người nhé. Tiêu chuẩn như một sân vận động, như một sân bóng đá luôn đấy mọi người ạ. Thế là tôi san gần xong đấy mọi người. Đấy, tôi san được ra lửa. Tôi san gạt gần được ra lửa rồi đấy. Chương trình là sân bóng chuẩn bị khánh thành rồi mọi người. Nói chung san mặt bằng rộng như thế này là mình phải rất là cặn kẽ mọi người ạ. Mình phải quan sát và thỉnh thoảng phải ngắm nghía xem sao nó phẳng chưa. Chứ không là chỗ thấp chỗ cao đó mọi người. Tức là mình làm mình sao mình quan sát, mình kê máy cho nó thật cân thì lấy mặt bằng nó mới dễ mọi người ạ. Đấy, cái chỗ máy mình đứng mình phải kê nó máy cân đứng ngay ngắn vào thì mình xoa gầu rồi mình san nó sẽ phẳng, còn mình đứng hơi nghiêng máy nó sẽ mặt bằng nó sẽ ăn xuống hoặc ăn lên. Đấy là cái cách mà tôi lấy mặt bằng, tôi san mặt bằng tôi thường làm bằng cách đấy thôi mọi người. Tôi cứ kê máy thật cân vào, cứ máy tiến đến đâu là phải đứng cân bằng đến đấy thì mình san gạt nó mới phẳng mọi người ạ. Nó mới thành một mặt phẳng. Để mọi người xem thấy thích, thấy hữu ích, giúp ích cho mình thì hãy cho tôi xin một like, một đăng ký nhé mọi người. Để ủng hộ cho tôi nhé. Xin chào.
Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video, đã like, chia sẻ. Hẹn mọi người ở những video kế tiếp nhé. Đây là cách tôi san mặt bằng. Tôi chia sẻ cùng với tất cả mọi người anh em máy công trình, những ai đang học, đang làm, gọi là chỉ chia sẻ một chút kinh nghiệm để mọi người cùng học hỏi thôi. Tôi biết cái gì thì tôi chia sẻ cái đó mọi người ạ. Còn nhiều cái tôi cũng chưa biết lắm. Nếu mọi người thấy hữu ích thì hãy cho tôi một like, một đăng ký nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Video tới đây thì cũng dài rồi mà công trình sắp hoàn thiện rồi mọi người ạ. Thế thì thôi, xin thân ái chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở những video kế tiếp nhé mọi người. Thế tôi san đến đây là gần xong rồi đấy. Chỉ còn một cung đoạn rất là nhỏ nữa thôi là xong. Đấy, như thế là tôi đã san xong rồi mọi người. Tôi đã đủ máy lên trên rồi. Và bây giờ tôi đi thanh toán tiền mọi người ạ. Thế là tôi làm sân bóng này trong 1-2 hôm. Tôi làm sân bóng này cả với múc xe cả ấy vào 27 tiếng mọi người. Các bác làm giá bao nhiêu, chứ bây giờ tôi chỉ làm có 450 thôi.